Cô Cindy Starlet, 36 tuổi, sống tại bang Oslo, luôn tự miêu tả mình là búp bê Barbie của Na Uy. Hiện nay, Cindy đang kinh doanh và điều hành một thẩm mỹ viện có tiếng. Được biết, cô đã chi ra 10.000 bảng để cải thiện kích thước bộ ngực của mình. Sau khi có được thân hình nóng bỏng như mong muốn, số lượng người theo dõi trên Instagram của cô tăng đột biến, lên tới 125.000 người. Lý do cô làm điều này vì cô luôn hâm mộ vẻ đẹp quyến rũ của cô búp bê tóc vàng. Quan trọng hơn cả, thời niên thiếu, cô thường bị bạn bè xung quanh châm chọc vì bộ ngực nhỏ. Ngực của tôi chỉ khoảng 34A, nó quá lép đến mức như màn hình phẳng. Tôi nhận được sự chú ý nhiều hơn và cảm thấy mình giống như một người phụ nữ thực sự. Khi được sở hữu khuôn ngực đầy đặn, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc và tự tin mỗi khi bước chân xuống phố. Tôi nhận được lời khen ngợi, điều đó khiến tôi cảm thấy mình cần phải hoàn hảo hơn nữa. Mỗi ngày trước khi ra khỏi nhà, cô thường dành khoảng 2 tiếng để trang điểm và chụp ảnh các kiểu. Những bức ảnh được chụp hoàn hảo trên mạng là công sức cô chuẩn bị trong suốt 2 ngày trời. Tôi là Barbie của Na Uy. Nếu tôi chết, xin hãy chôn tôi trong một chiếc quan tài màu hồng và son môi màu hồng. Hiện tại, kích thước ngực của Cindy là 700cc silicone, nhưng cô muốn cuối năm nay sẽ tăng lên thành 3000cc. Khi đi ra ngoài, Cindy nhận được rất nhiều phản ứng trái chiều về bộ ngực của mình. Một số người cười, thì thầm, chỉ trỏ, số khác lại tỏ ra ngưỡng mộ, nhưng cô không quan tâm lắm. Ngực to hơn sẽ thực sự tốt cho tôi. Những người hâm mộ tôi trên Instagram luôn tôn thờ tôi, yêu tôi và thậm chí sẵn sàng trả tiền chỉ để xem bộ ngực mới của tôi trông như thế nào. Hiện tại, Cindy đang muốn phẫu thuật thêm nhiều bộ phận khác để cơ thể trông hoàn hảo hơn. Cô đã cân nhắc đến việc hút mỡ, nâng mông, chỉnh mũi. Mục tiêu lớn nhất của cô bây giờ là trở nên giàu có và nổi tiếng.